Và ngay trước mắt chúng ta đây là một tác phẩm siêu, một cây giáng siêu. Rất đẹp, phải nói là đẹp. Vì để làm được một cái cây như này thì phải rất cầu kỳ. Ngay bước đầu của nó các bạn thấy này, cái bệ của nó được trải dài. Thân chính thì siêu các bạn nhé. Phía sau lại có một con trực lắc, thân trực. Đấy, phối cho cây nó hài hòa hơn. Tay cành rụt rịt. Rất đẹp. Chụp các góc độ để lấy bóng của cây này. Đẹp quá. Đây, chúng ta ngắm từ trên cao, ngắm xuống xem. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một tác phẩm Nam Điền này. Và nó chất lượng cây lần này tôi thấy các huyện mang lên những tác phẩm được đánh giá rằng cây càng ngày càng phát triển hơn. Các địa phương có phong trào chơi cây và sưu tập từ những tác phẩm quý thế này. Tác phẩm quý, đẹp, giá trị về mặt kinh tế, giá trị về mặt đời sống và tinh thần. Phong cách chơi cây thì mỗi người một ý tưởng, một sáng tạo. Nhưng tình yêu đối với cây thì giống nhau các bạn nhé. Ai cũng đam mê cả. Nếu như đã chơi cây và đam mê về cây rồi thì ngồi uống nước nói chuyện về cây thì thích lắm. Đây là những cái vết đục chủ nhân tạo tác ra để cho nó già cây hơn và sẹo nó đẹp hơn các bạn nhé. Sẹo đẹp hơn và cây nó nhìn nó cổ hơn. Đây chắc là đục lâu rồi các bạn ạ. Nhìn vết co của vết sẹo. thì ta thấy được là cũng lâu rồi. Phải nói Nam Điền là nữ hoàng của các loài xanh. Từ khi lá và tay bệ rất đẹp, xanh Nam Điền. Đối với cây này thì tôi thấy ngoài cây đẹp ra thì nó đang sở hữu trên dưới chân bệ là một chậu bằng đá. Đá nguyên khối được đục. Đây, 4 cái chân của nó bằng đá luôn. Đây các bạn nhé, tôi quay cái chậu này để các bạn xem. Bằng đá hoa văn được đục rất cầu kỳ. Phải nói là cầu kỳ đấy. Đấy. Một cây xanh Nam Điền. Rất nhiều dòng điền. Đây chúng ta thấy cái bóng của nó. Ta chuyển sang một chút về hoa. Một cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế. Tôi sẽ đi máy theo đường thân của nó để các bạn xem. Đấy. Wow, một cây mài chiếu thủy. Mài chiếu thủy làm rất đẹp. Thân trực. Thân trực. Nhưng không hiểu sao chủ nhân chưa cắt bỏ những cái cành đang lên thế này. Hoặc có thể lại làm cho nó để đó để sau nó chuyển thành u cục, có nghĩa là vậy. Vì cây đi triển lãm thì thường sẽ làm rất sạch sẽ, cây sẽ làm sạch sẽ hơn để mang tới triển lãm. Rất thơm các bạn nhé. Tôi đứng bên cạnh đây, cái mùi thơm của cây mai chiếu thủy này thơm lắm. Số lượng cây rất nhiều. Đây tôi đang xem cái biển tên này đây. Nguyệt Quế của anh Tân Hoa. Cây này đã mang đi Hà Nam triển lãm. Tôi sẽ xin tạm dừng video đây. Chào quý vị các bạn.